Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong tựa game Pet Legend. Tựa game này thì mình nói vui là Pet 20, do là nội dung cái tựa game này, nếu bạn chơi tựa game Pet 10 rồi thì chơi tựa game này nó khá là tương đồng với nhau. Cách đây tầm một tuần thì mình đã có review bạn về phiên bản đầu tiên của nó. Bây giờ thì game này nó ra cập nhật thứ hai rồi. Nhìn chung thì về game này cách chơi nó thì nó dễ hơn. Cái việc cày cuốc chúng ta nó không quá trai hạt, không quá khó như là cái tựa game Pet 10. Hôm nay mình quay trở lại tựa game này tại vì một số bạn hỏi là mình còn chơi không. Và để review bạn coi về cập nhật 2, những thứ bạn cần biết nếu muốn chơi tựa game Pet Legend, link game mình để mình dưới mô tả video nha. Rồi chúng ta sẽ quay trở về khu vực đầu tiên nhé. Cái teleport trong tựa game này là miễn phí, miễn là các bạn mở được khu vực nào, chúng ta có thể sử dụng cái teleport đó mà không cần phải tốn kim cương. Trong game này thì đơn vị kim cương thay bằng gold này. Nếu bạn là dân cày chay thì vẫn có thể kiếm được trong game một cách miễn phí. Đó là ở đây chúng ta có một cái bank, tức là cái ngân hàng. Sử dụng đơn vị chính trong game là cái tiền đô la. Cái bank bên đây thì đổi từ tiền đô la sang tiền gold. Và cái bank bên đây các bạn sẽ đổi từ cái đồng tiền đô la sang cái keycard, thẻ ATM, chắc là vậy. Rồi đầu tiên vô thì mình sẽ quay cái này nha. Quay miễn phí mỗi 5 tiếng đồng hồ, nó cho chúng ta những cái boost nè. Con bé xịn sò trong cái phòng quay này là 9480 sức mạnh. Thiệt ra 9480 sức mạnh không phải là quá cao, nhưng mà nó là một cái khởi đầu rất tốt những bạn nào mới bắt đầu chơi. Khu vực 1 triệu visit bên đây đã kết thúc rồi. Hy vọng tương lai từ game này sẽ ra nhiều cái khu vực sự kiện hơn, 5 triệu visit này, 10 triệu visit này. Do là cái bóng của từ game Pet 10 nó quá lớn rồi, nên những cái tựa game sau này cho dù đồ họa đẹp hơn, con bé xịn sò hơn, cách chơi hay hơn, nhưng mọi cái sự thu hút đều đổ dồn về cái tựa game Pet 10 hết. Chỗ này là cái rương nha, mình có 7500 gold này. Các bạn join vào group tựa game này sẽ được là ăn cái phần thưởng từ cái rương này mỗi 6 tiếng. Và thứ hai là trang bị thêm một con pet nữa. Đây, cộng một pet equip and chat pet. Và đây mình trang bị được 9 con. Đơn giản thôi các bạn, tại vì mình đã mua thêm một game pass. Nói chung là chơi mấy cái tựa game simulator này mình gọi là nôn nóng ấy, nên hỗ trợ tựa game này để có thể làm video của bạn coi. Đó là mua game pass 8 pet equip, trang bị thêm được 4 con pet nữa. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói cho các bạn ha, cái chỗ này nè, khu vực đầu tiên bạn mở cửa ra, đó là upgrade. Trong này nó sẽ cho chúng ta những chỉ số nâng cấp, các bạn sẽ tốn số lượng gold, tiền gold để nâng cấp. Nó cho chúng ta thêm hai dòng với phiên bản cập nhật kỳ này là pet dam, tăng cái này càng nhiều dam của pet bạn sẽ càng cao. Và cái dòng thứ hai tên là lucky egg, các bạn tăng dòng này càng nhiều, maximum là 5 cái thì khả năng các bạn mở được những con pet hiếm nó sẽ càng cao. Cái điều tiếp theo mình vừa phát hiện ra là khi các bạn mở được cái khu vực có tên là ninja template, rồi chúng ta dùng cái đơn vị tiền là kika đi vô khu vực này, nó cho chúng ta một cái trứng với giá trị tiền là 52.000 kika với lại hai con pet 5% và 95%. Mà mình khuyên các bạn cũng đừng có dùng cái kika để mở trứng. Ở đây mình có này, Ultimate Dragon 17.500 sức mạnh, 52.000 tiền các bạn mới mở được một cái trứng và 95% ra được con dragon, sức mạnh chỉ có 17.500 thôi. Các bạn nên để cái tiền đó, cái tiền đô la đổi sang gold. Thứ hai chúng ta sẽ có khu vực winter. Khi các bạn unlock được khu vực winter rồi, chỗ này nó cho chúng ta một cái aura nè. Aura nó cho các bạn multiplier các chỉ số như là nhân gold, 204 lần gold, nhân 2.2 là money. Nên nếu mà chúng ta có số lượng gold, hãy nên tích trữ nó để mua được cái cao nhất. Ví dụ ở đây chúng ta có 5 aura. Và ở đây mình có là ai aura, aura băng, 120.000 gold. Nó cho mình nhân 2.4 lần gold. Tức là khi mà chúng ta đi farm này, mình chuyển hóa trong cỗ máy từ nhập băng ấy, số tiền gold các bạn kiếm sẽ nhiều hơn 2.4 lần. Rồi, và ba đơn vị tiền màu tím này là bên khu vực mới nha. 280.000 nè, tên là Black Aura. Đây, hiệu ứng Black Aura. Hiệu ứng này nó cho chúng ta nhân 2 lần star. Cái star này chính là đơn vị tiền tệ mới của khu vực mới. Một điều lưu ý nữa là bên khu vực tên là Atlantis. Khu vực Atlantis này á, các bạn sẽ dùng đơn vị tiền là Kika để mở được cái ngôi đền này. Trong cái ngôi đền này chúng ta sẽ có một chuỗi những cái trứng. Thì những cái trứng này là những cái trứng bình thường thôi. Những cái vùng đất bên thế giới đầu tiên nó sẽ có những cái trứng. Và trong khu vực này các bạn thấy cái trứng nó phát sáng không? Đây là trứng Shiny. Shiny thì nó giống như là Golden bên từ game Pet 10 vậy. Các bạn vẫn có thể dùng tiền để mở trực tiếp ra một con Pet Shiny. Chúng ta không phải tốn công sức của mình 4 con Pet, 5 con Pet, 6 con Pet để có thể grab thành Shiny. Unlock khu vực Atlantis nè. Và đi vô đây, mở những cái trứng này thôi. Thì nãy giờ là mình đang nói cho các bạn về những lưu ý các bạn khi chơi từ game này ở thế giới đầu tiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu tới cập nhật mới nha. Update 2 của từ game Pet Legend này chúng ta sẽ có Pet Index nằm bên góc trái nè. Thì cái này nó giống như từ game Pet 10 rồi. Các bạn sưu tập unlock từng con pet tới từng cái state nhất định thì sẽ tăng được số lượng pet equip 150 con pet. Chúng ta sẽ cộng thêm được một con pet nữa, trang bị thêm một con pet nữa giúp các bạn mạnh hơn. Để mà qua được vùng đất mới, trong video tuần trước mình đã có nói với các bạn rồi, chúng ta sẽ tìm tất cả là 8 cái chìa khóa. 8 cái chìa khóa này nó tương đương với 8 vùng đất. Các bạn chỉ việc đi farm, ví dụ như vậy. Cái này gọi là vùng đất đầu tiên nè.
Trong đây có 8 vùng đất ha. Shop là một cái nè, City nè, Desert nè, Fire Castle này, Winter Ninja Template, Atlantis, Rainforest và cuối cùng là Hunted. Dùng những con pet của mình đi farm mỗi vùng đất như vậy. Nếu bạn hên thì nó sẽ drop ra được một cái chìa khóa. Khi bạn có đủ 8 cái chìa khóa rồi, chúng ta quay trở về đây để lắp vô cánh cổng Secret này. Khi đó nó sẽ yêu cầu các bạn tìm thêm một cái chìa khóa màu vàng nữa. Thì cái chìa khóa màu vàng đó các bạn sẽ đi kiếm ở Rainforest. Chúng ta đi vô bên trong. Bên trong này chính là cái chìa khóa vàng. Cái chìa khóa vàng khổng lồ. Chạm vô đây một lần nữa ha, thì nó sẽ unlock các bạn khu vực này. Đây là một khu vực mới với đơn vị tiền là ngôi sao. Và chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Nó giống như là Fantasy World hay là Hightech Coin, Hightech World ở bên tựa game Pet vậy. Mỗi khu vực nó đều cho chúng ta những cái trứng. Và đây chúng ta có một cái điểm mới so với tựa game Pet 10, đó chính là cái này. Con bé này tên là Pet Cloner. Một con bé cực kỳ mạnh và các bạn muốn nhân bản nó ra. Ví dụ ở đây mình chọn con bé này đi. Chúng ta tốn một số lượng gold tương đương với cấp độ hiếm của nó. Thì sau cái khoảng thời gian mình chờ, ví dụ 50.000 gold nè, sau 12 tiếng mình online trở lại trong tựa game này thì sẽ có được hai con. Thiệt ra là cái việc cloning này nó không phải là hiếm. Trong cái tựa game Ninja Legend nó đã có rồi. Và có thể tựa game Ninja Legend là tựa game đầu tiên có chức năng cloning pet. Đây là hai khu vực mới. Khu vực này là Mushroom. Có một cái trứng với giá trị tiền đó là 170.000, mình sẽ mở cho bạn coi. Để có được video này phải farm 5 tiếng. Cho nên các bạn coi video này hãy để lại một like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ồ, con bé mình vừa kiếm được con gì vậy? Hình như con này đúng không? Như vậy là cái trứng khu vực này giá trị tiền 170.000. Trung bình những con bé đó là 50.000 sức mạnh. Đây, cái con linh dương hay con nai của mình 55% này. Khi bạn mở ra 50.000 sức mạnh. Rồi, và khu vực cuối mình không nhớ bao nhiêu tiền, 1 triệu mấy tiền ngôi sao á, cho chúng ta một cái rương siêu cấp khổng lồ. Và đây nó cũng sẽ cho chúng ta một cái trứng 250.000 ngôi sao một lần mở trứng. Và đây mình đang có một cái dàn pet với chỉ số trung bình á đâu đó 120.000 sức mạnh. Thì những con pet này là từ cái trứng cuối cùng. Để xem là mình còn cái lucky không. Ở đây mình còn một cái lucky boost nè, sử dụng ha. Super lucky, ok. Cái Lucky hay là Super Lucky bên góc phải bạn thấy nè. Trong tựa game này hay tựa game Pet 10 á, mình cũng không thấy hào hứng cho lắm. Cảm giác của mình kiểu như là búp cho vui á. Chứ có hay không thì các bạn may mắn là các bạn may mắn à. Tại vì con Pet hiếm nhất là 2% này. Game này thì mình mới chỉ mua có một cái game pass là còn 4 con Pet thôi. Mình sẽ mở hết tiền ha, rồi sau đó chúng ta sẽ đi crafting. Mở ba con quen rồi các bạn, bây giờ phải lít chuột mở từng con khá là lâu. Tốn thời gian. Nhưng mà thôi, những cái tựa game không quá hot thì mình sẽ không phung phí quá nhiều robot vô. Chúng ta có rất nhiều con pet khu vực mới. 190.000. Bây giờ chúng ta quay trở về khu vực shop nha. Quay trở về shop và đi max golden đó. À nhầm, max shiny. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để chắc ăn thì mình sẽ crafting 6 con 100%. Ok, chúng ta có một con shiny butterfly. Mình được một con shiny unicorn. Mình được một con là shiny void ringtail. Ringtail là con chồn đó ta. Có vẻ như là hết rồi các bạn. Equip pet này. Nó sẽ chọn ra cho mình tất cả những con pet có chỉ số sát thương cao nhất. Thì con pet shiny vùng đất cuối cùng tên là Void, 340.000 ở trạng thái shiny, 300.000, 290.000. Game này cũng đã có trading ha, nên các bạn có thể bấm vào cái phần setting nè, bật trading lên. Ở đây mình còn dư vài con pet, với lại game này mình chắc là cũng không chơi lâu dài đâu. Nên mình sẽ trading những bạn khác trong server nha. Đây, mình sẽ cho bạn này một con pet, hai con pet, ba con pet. Ok. Rồi bạn này nữa nè. Mình sẽ cho bạn này một con pet là đây. 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 Một con, hai con, ba con. Rồi. Đấy thì tựa game này tên là Pet Legend. Chúng ta nói vui đây là Pet 20. Link game để bên dưới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.